loại thứ hai của World Cup. Minh Vương, vẫn là Minh Vương rất nhịp nhàng. Điện Linh, điện chúng ta mong chờ, điều chúng ta chờ mong cuối cùng cũng đã đến. Điện Linh lần thứ hai đánh bại UAE ở chiến dịch vòng loại này. Phải là như vậy, kể cả có thua đi chăng nữa, tuy nhiên chúng ta vẫn phải có một bàn thắng để mang lại niềm vui cho các cổ động viên. Điện Linh vẫn tỏ ra có duyên để ghi bàn. Bóng đá luôn có rất nhiều những kịch bản khác nhau. Và ngày hôm nay chúng ta đã có những phương án chuẩn bị có lẽ là hợp lý nhất ở hoàn cảnh hiện tại trước khi bước vào trận đấu này. Cơ hội! Vẫn còn! Vẫn còn! Dứt điểm! Đó là Minh Vương! Đó là Minh Vương! Minh Vương quả là rất có duyên trong những trận đấu khi anh được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Minh Vương đã có dấu ấn trong cả hai bàn thắng của đội tuyển Việt Nam ngày hôm nay.